top 3 bí ẩn về lăng mộ Tần Thủy Hoàng mà có thể bạn chưa biết. 1. Đội quân bằng đất nung Xuyên suốt 4 thập kỷ, các nhà khảo cổ đã khám phá được nhiều di tích tại lăng mộ, nhưng ấn tượng nhất phải kể đến hơn 2.000 binh sĩ bằng đất nung. Mỗi bức tượng mang một gương mặt với cảm xúc khác nhau. Cho tới nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm được lời lý giải hợp lý cho sự khác nhau này. 2. Cả bẫy chết người hay lời nguyền cho kẻ xâm phạm Lăng mộ Tần Thủy Hoàng được thiết kế không có cửa ra vào nhưng bất khả xâm phạm với vô số mũi tên tự động bắn ra khi có kẻ tiếp cận. Hệ thống bẫy dập rắc rối và bí ẩn bên trong lăng mộ, cùng với hàng nghìn kình nỏ bao quanh với lực sát thương rất lớn, có thể lấy mạng bất cứ kẻ nào xâm nhập. Theo ước tính của các nhà khảo cổ phương Tây, loại nỏ trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng có tầm bắn lớn hơn 800m, sức căng lên tới hơn 350kg và tự động vận hành. Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ cũng phát hiện được những dấu vết của kẻ xâm phạm và vết tích bị thiêu trên nền đất. 3. Dòng sông Thủy Ngân. Có rất nhiều suy đoán xoay quanh dòng sông Thủy Ngân. Một số người cho rằng nó có khả năng chặn đứng những kẻ có âm mưu cướp mộ, vốn luôn khát khao chiếm đoạt kho báu của nhà vua. Số khác lại cho rằng đó là sự mô phỏng hai con sông lớn Trường Giang và Hoàng Hà. Tuy nhiên, ý kiến được nhiều nhà khảo cổ học tán đồng hơn cả là dòng sông biểu hiện cho tham vọng trường sinh của nhà vua.